Có chuyện gì không nói ở công ty mà tới gặp tôi giờ này? Sếp à, không biết tại sao anh Thái lại nói hết sự thật với Trác Đình Quang và Phó Thiên Diệu. Không hiểu anh ta muốn phản bội chúng ta hay muốn nhận lợi ích từ hai phía. Chỉ cần cô ra lệnh, tôi lập tức đi tìm anh ta hỏi cho rõ. Không cần đâu, tất cả đều là ý của tôi. Tôi kêu anh ta làm vậy. Cái gì? Sao cô thay đổi chủ ý vậy? Đối phó với loại người như Trác Đình Quang thì phải triệt để. Tôi muốn hắn cảm thấy Trác Dĩ Phàm không đáng tin. Nhưng người mà chúng ta đối phó là Trác Đình Quang, muốn hắn thương bại danh liệt mà. Bây giờ cô chia rẽ mối quan hệ của hắn với con trai hắn có ích lợi gì chứ? Sếp à, thời gian của chúng ta có hạn, làm như vậy cô quá lố không? Chúng ta luôn đối phó với hắn trên phương diện thương trường mà, hiệu quả rất tốt. Mọi người nói đúng đó. Cô thật sự không nên thay đổi ý định đột xuất như vậy. Kế hoạch ban đầu của chúng ta đâu phải vậy. Tất cả mọi chuyện đều đã khác. Cô kêu anh Thái nói hết mọi chuyện ra. Giờ Trác Đình Quang chắc chắn sẽ không sập bẫy dự án đảo El Nido. Chứ vậy chúng ta sẽ phải làm rất nhiều chuyện để bù đắp. Nếu cô vẫn tiếp tục u mê như vậy, mọi nỗ lực của chúng ta coi như công cốc. Tôi là người nắm quyền chứ không phải cô. Nếu cô vẫn tiếp tục không chịu thay đổi, tôi sẽ không giúp cô nữa. Cô bị đuổi việc. Anh, cô. Tôi không trả thiếu một đồng trợ cấp nào. Đi. Đi ngay.